Hôm qua, huyện ủy Thới Bình tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Theo báo cáo tại hội nghị, trong 8 chỉ tiêu chủ yếu được nêu trong nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ huyện Thới Bình nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, có 1 chỉ tiêu thực hiện vượt, 2 chỉ tiêu đạt, 3 chỉ tiêu đạt trên 80%, 1 chỉ tiêu đạt dưới 60% và 1 chỉ tiêu chưa đạt. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện biểu dương những kết quả mà Đảng bộ huyện Thới Bình đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Văn Hiện đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, ưu tiên thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, tạo việc làm cho nhân dân, từng bước nâng cao thu nhập bình quân đầu người. Chiều hôm qua, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy Lê Thanh Triều đến dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thị trấn Cái Đôi Dàm, huyện Phú Tân. Đây là đơn vị được tỉnh chọn tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền thị trấn Cái Đôi Dàm phát động và triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự được đông đảo quần chúng tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. Phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy Lê Thanh Triều chỉ đạo thị trấn Cái Đôi Dàm tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng chống tội phạm, chú trọng tại các địa bàn trọng điểm phức tạp, tăng cường công tác phối hợp trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời biểu dương khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm mô hình hay. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân, Ủy ban Nhân dân thị trấn Cái Đôi Dàm tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Cũng trong chiều hôm qua, huyện Đầm Dơi chọn xã Tân Duyệt làm đơn vị chỉ đạo điểm tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Hiện nay, trên địa bàn xã Tân Duyệt, có nhiều mô hình bảo vệ an ninh trật tự phát huy hiệu quả như mô hình ánh sáng an ninh, cổng an ninh trật tự, nói không với tệ nạn xã hội, khu dân cư tự quản không có ma túy và mô hình camera an ninh. Xã đã củng cố 178 tổ nhân dân tự quản, kiện toàn hội đồng an ninh trật tự gồm 11 thành viên, xây dựng 9 đội dân phòng, 90 thành viên thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại cơ sở, 9 tổ tuần tra nhân dân với 45 thành viên. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Tân Duyệt ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thưa quý vị, tính đến nay, huyện Cái Nước đã xây dựng được 230 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, trong đó có 45 mô hình được nhân rộng và 26 mô hình được khen thưởng. Đây là thông tin tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2020-2023 trên địa bàn huyện Cái Nước được tổ chức vào hôm qua. Thông qua triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình dân vận khéo đã góp phần tích cực trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần trong nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng thị trấn Cái Nước đạt chuẩn đô thị văn minh theo lộ trình đề ra. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cái Nước tặng giấy khen cho 3 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2020-2023. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị trong tỉnh đã cụ thể hóa phong trào dân vận khéo bằng các mô hình hoạt động sôi nổi, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Qua đó góp phần quy động nguồn lực để chung tay xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.
Để triển khai hiệu quả các phong trào dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, từ tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở đó, phong trào thi đua dân vận khéo được đẩy mạnh gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các mô hình dân vận khéo được xây dựng gắn với việc vận động người dân trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, bảo vệ môi trường, hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại địa phương. Cách đây 10 năm thì số hộ nghèo, cận nghèo thì tương đối cao. Sau này thì nhờ chỗ là các cấp lãnh đạo thì cũng quan tâm, rồi vận động họ để kiếm việc làm. Trong tỉnh và ngoài tỉnh thì họ cũng là tích cực đi tham gia, cho nên là cái việc xóa đói giảm nghèo nó cũng dạ, hiệu quả rất cao. Chỉ cộng với các mô hình của ấp là triển khai, người dân cũng tích cực tham gia, cho nên là một số hộ đó đã thoát nghèo bền vững. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, đã có 53 cơ quan đơn vị đăng ký thực hiện 353 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Có 100% xã, phường, thị trấn đã tổ chức hội thi cán bộ dân vận khéo. Hội thi cấp tỉnh dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 10 năm 2023. Cũng trong 6 tháng qua, kết quả đạt được trong quy động nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là gần 8.000 tỷ đồng. Trong đó vốn quy động từ người dân hơn 125 tỷ đồng. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các địa phương trong tỉnh đã xây dựng 16 phần việc để người dân cùng đăng ký tham gia, từ đó tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ cái nông thôn mới và lên nông thôn cao thì người dân cũng đã thấy được cái phần mà thụ hưởng của người dân. Cho nên đó là những phần việc nào của người dân thì người dân lo. Ví dụ như về tham gia mua bảo hiểm y tế, ví dụ như hiến đất làm lộ, rồi cải tạo vườn tạp, nâng đời sống gia đình, thì cái đó dân chấp hành rất tốt. Hoặc là những tiếng dân cư kiểu mẫu là trồng hàng rào cây xanh, hoặc là giảm giá sửa chữa lại những cái hàng rào bị hư, thì dân đồng tình hưởng ứng và khi phát động thì dân đã thực hiện cùng với chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với dân vận khéo. Cụ thể như Mặt trận Tổ quốc với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội nông dân với phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững. Hội cựu chiến binh với phong trào cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường. Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch. Đoàn thanh niên với phong trào tuổi trẻ Cà Mau chung tay xây dựng nông thôn mới, tuyến đường thanh niên tự quản. Trong năm 2023 này đưa ra chỉ tiêu là phải có ít nhất là 80% trở lên là số tiêu chí bị rớt chữ phải được khắc phục. Còn lại là 20% thì tiếp tục cho cái thời gian tới đảm bảo là thực hiện tốt cái việc đó, là vừa đáp ứng được cái nâng cái chuẩn mà vừa đảm bảo được cái chuẩn nông thôn mới nâng cao theo cái chuẩn mới của giai đoạn 2021-2025. Nhiều mô hình hay, nhiều cách làm sáng tạo được triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở, đã đẩy mạnh các phong trào thi đua dân vận khéo, góp phần tích cực trong duy trì và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới. Thưa quý vị, những ngày qua, các đơn đặt hàng bắt đầu tăng mạnh. Hộ làm nghề khô cá thòi lòi trên địa bàn huyện Ngọc Hiển tất bật thu mua nguyên liệu để chế biến, đáp ứng nhu cầu thị trường. Theo các hộ làm nghề, thời điểm từ nay đến lễ Quốc khánh 2 tháng 9, sản phẩm khô cá thòi lòi rất hút hàng. Không chỉ các thương lái thu mua với số lượng tăng cao gấp đôi, gấp ba so với ngày thường, mà nhiều người dân du khách còn đặt hàng để tiêu dùng và làm quà biếu. Khô cá thòi lòi được chế biến chủ yếu hai loại, cá xẻ ướp và cá nguyên con phơi khô. Hiện nay, mặt hàng khô cá nguyên con được thị trường ưa chuộng và tiêu thụ mạnh hơn do giữ được độ dai, vị ngọt, thơm ngon tự nhiên của thịt cá và hình dáng đặc trưng ngộ nghĩnh của cá thòi lòi, với giá bán dao động từ 350.000 đồng đến 450.000 đồng một ký. Hiện cá thòi lòi vào mùa khai thác chính, sản lượng cá cũng tăng cao, nên hộ làm nghề phấn khởi thu mua để chế biến cá khô, cung cấp cho thị trường dịp lễ.
Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các đơn vị địa phương khẩn trương thực hiện công điện số 732 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung phòng chống giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan tại công điện của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại các công văn số 4.261, 4.414, 5.256 và 6.097 về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và xử lý khắc phục sạt lở đất trên địa bàn tỉnh. Chủ động theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai sạt lở đất, khẩn trương nắm tình hình, triển khai các biện pháp phòng chống, khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng, ổn định cuộc sống cho người dân. Nhằm tăng cường công tác quản lý rác thải sinh hoạt, đặc biệt là rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các địa phương khẩn trương khắc phục tình trạng vứt rác bừa bãi nơi công cộng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Về vấn đề này, theo Sở Tài nguyên và Môi trường, để giải quyết triệt để, đơn vị vẫn đang gặp một số khó khăn nhất định. Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị địa phương triển khai thực hiện và duy trì các hoạt động như tổ chức chương trình đổi chất thải nhựa lấy quà, vớt rác trên sông rạch, hội thi tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm rác thải sinh hoạt, nhất là rác thải nhựa vẫn còn tồn tại. Nguyên nhân là do ý thức của một bộ phận người dân chưa chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Cũng có một số cái khó khăn vướng mắt. Cái thứ nhất là cái việc mà cơ sở mà thu gom cái rác thải nhựa cũng còn hạn chế. Cái thứ hai, trên địa bàn tỉnh cũng chưa có cái cơ sở mà tái chế hay xử lý rác thải nhựa. Từ đó là cũng gây khó khăn trong cái việc mà quản lý. Ngoài ra thì cái ý thức trách nhiệm của các cái tổ chức, cái đơn vị và người dân trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường là cũng chưa cao, cũng ảnh hưởng đến cái việc mà quản lý chất thải nhựa trên địa bàn. Ngoài rào cản từ ý thức người dân thì công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt hiện nay cũng còn nhiều bất cập. Cụ thể là điều kiện về hạ tầng, phương tiện vận chuyển, cơ sở vật chất chưa đảm bảo cho việc phân loại rác thải tại nguồn. Việc phát triển các dịch vụ thu gom, tái chế, xử lý chất thải bằng nhựa và túi ni lông khó phân hủy còn hạn chế. Nhất là hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Chưa hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt, nên các cơ quan đơn vị địa phương đang gặp khó trong việc tham mưu xây dựng văn bản để triển khai thực hiện. Thì Sở Tài nguyên Môi trường đề nghị Ủy ban các huyện và thành phố Cà Mau triển khai thực hiện và báo cáo một số cái nội dung. Cái thứ nhất là cái tình hình mà triển khai thực hiện cái kế hoạch số 134 về cái việc mà triển khai thực hiện cái ý kiến kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tại cái phiên họp mà về cái vấn đề thu gom vận chuyển xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Cái thứ hai đó là đề nghị các huyện rà soát lại những cái điểm ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt. Thì trên cơ sở đó thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo Ủy ban tỉnh, đồng thời là kiến nghị Ủy ban tỉnh là tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong tháng 8, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thí điểm các mô hình phân loại chất thải rắn tại một số địa phương trong tỉnh, đồng thời đẩy nhanh tiến độ kêu gọi đầu tư cơ sở xử lý rác thải tại các vị trí theo quy hoạch của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn thống nhất cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện quy trình 4 tại chỗ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Giáo dục Đào tạo về việc triển khai thực hiện quy trình 4 tại chỗ đối với các thủ tục hành chính như xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học, tuyển sinh trung học phổ thông, tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước, tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và triển khai thực hiện theo quy định. Thời gian dự kiến bắt đầu từ ngày 21 tháng 8 năm 2023.
Nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới, ngành giáo dục huyện Trần Văn Thời đang khẩn trương sửa chữa, nâng cấp trường lớp, đảm bảo đưa vào sử dụng trước dịp lễ khai giảng năm học 2023-2024. Năm học 2023-2024, huyện Trần Văn Thời dự kiến có 80 trường với khoảng 30.000 học sinh tham gia học tập ở các cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở. Để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ tốt cho nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh trong năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với các ngành có liên quan, khảo sát và tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện xin chủ trương tỉnh đầu tư sửa chữa, nâng cấp các điểm trường hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn huyện. Thì ngay khi nghỉ hè của năm 2023, thì Ủy ban huyện đã chỉ đạo cho ban quản lý dự án xây dựng căn cứ cái nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, ngân sách của địa phương, ngân sách của các cái nguồn tài trợ khoảng trên 20 tỷ đồng tiến hành sửa chữa 16 điểm trường. Đến giờ phút này thì tình hình sửa chữa trường lớp để phục vụ cho năm học mới đang trong tiến độ hoàn thành và sẽ khả năng là đảm bảo cho các điểm trường sửa chữa kịp khai giảng trong năm học mới. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, cơ sở vật chất trường tiểu học 1 Trần Hợi, xã Trần Hợi bị xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Năm nay, trường được đầu tư gần 1 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa 14 phòng học, sơn sửa hàng rào và xây dựng mới 250m2 sân trường, cơ bản đảm bảo cho nhu cầu giảng dạy và học tập trong năm học mới 2023-2024. Cái sửa chữa lần này thì nó đã đáp ứng được cái công tác giảng dạy sắp tới. Thứ nhất, cái thứ hai nữa thì trường lớp thì cũng được chỉnh trang lại, nó khang trang hơn, đáp ứng được cái hoạt động giảng dạy và cái đặc biệt là trong cái dịp khai giảng năm học 2023-2024 sắp tới. Hè năm nay, trường trung học cơ sở thị trấn Trần Văn Thời cũng được nâng cấp sửa chữa với quy mô khá lớn. Hiện tại, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành trước lễ khai giảng năm học mới. Ngoài ra thì phòng giáo dục còn chỉ đạo các trường sử dụng từ cái nguồn kinh phí được giao của năm 2023 trích ra để sửa chữa nhỏ, cải tạo, rồi sửa chữa bàn ghế để đảm bảo cho năm học mới. Thì đến nay thì các trường đã tiến hành sửa chữa trên cơ bản đã hoàn thành. Thời điểm này, các điểm trường trên địa bàn huyện đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp và các điều kiện cần thiết, sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Hướng đến kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, Công đoàn cơ sở Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp với Công đoàn cơ sở báo Cà Mau, Chi đoàn cơ sở Đài phát thanh truyền Cà Mau cùng các đơn vị tài trợ tổ chức hoạt động về nguồn thăm tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tặng quà cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Khánh Thuận và Khánh Tiến, huyện U Minh. Đoàn đến thăm tặng quà 6 gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại hai xã Khánh Thuận và Khánh Tiến, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của hai trường Trung học cơ sở Nguyễn Mai và Trung học cơ sở Trần Ngọc Huy, gồm 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, 150 suất quà cho học sinh và 4 xe đạp. Thông qua các hoạt động về nguồn để tuổi trẻ các đơn vị tri ân đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường trong năm học mới. Thưa quý vị, nhằm trang bị cho bà mẹ và trẻ em những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng, phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi đã được Sở Y tế tỉnh Cà Mau phối hợp với Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em, công ty Ajinomoto Việt Nam triển khai trong toàn hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh vào sáng nay. Tại hội nghị, cán bộ y tế ở các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được các chuyên gia trong ngành chia sẻ về nội dung, ý nghĩa của phần mềm trong việc chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em.
phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 đến 60 tháng tuổi. Thuộc chương trình dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em do công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp với vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế triển khai trên toàn quốc. Trong đó có tỉnh Cà Mau nhằm cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em. Phần mềm hiện đang được khuyến khích sử dụng miễn phí tại website www.dinhdưỡngmẹvabé.com.vn. Với nhiều chức năng hữu ích, được đội ngũ cán bộ nhân viên trong ngành y tế của tỉnh đánh giá cao, bởi có hơn 2.500 món ăn được nghiên cứu phát triển theo từng giai đoạn, từ khi mẹ mang thai đến cho con bú và thực đơn dành cho trẻ dưới 5 tuổi. Tôi nghĩ cái phần mềm này thì nó sẽ là công cụ khoa học rất là bổ ích, hỗ trợ cho cán bộ y tế rất nhiều trong công việc chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ nhỏ. Ngoài ra thì phần mềm được cung cấp miễn phí, rộng rãi, do đó người dân sẽ hoàn toàn an tâm để sử dụng tại nhà. Và điều này rất hữu ích cho các cái hộ gia đình cũng như phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ nhỏ. Sau buổi tập huấn này thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai rộng ra thêm ở các cái đơn tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng. Cũng trước mắt là tập huấn cho những cán bộ nhân viên y tế ở các bệnh viện, các trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã, phường, thị trấn, những người mà trực tiếp chăm sóc, phụ trách về chương trình dinh dưỡng cũng như là chăm sóc cái sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Sau đó thì tiếp tục sẽ triển khai rộng hơn cho trong cộng đồng, cho các bà mẹ, rồi cho những người, cho phụ nữ mang thai, cho những người chăm sóc trẻ em, để những người này là có thể là thực hiện, nắm rõ hơn cái phần mềm để triển khai thực hiện. Trên cơ sở phần mềm được triển khai, thời gian tới, Sở Y tế tỉnh Cà Mau sẽ chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở y tế tăng cường truyền thông để lan tỏa phần mềm này đến các đối tượng phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn năm 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho phụ nữ và trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ của người Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền Cà Mau. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương trình sau.